Trần Dung, bà La Sát xinh đẹp là biên tập viên truyền hình của MC Đức Bảo, chúng tôi là chiến sĩ. Bà xã của MC Đức Bảo kém anh 5 tuổi và cũng đang là biên tập viên truyền hình. Đức Bảo là một trong những gương mặt dẫn chương trình được yêu mến tại VTV. Những chương trình mà Đức Bảo đã tham gia dẫn có thể kể đến như Chúng tôi là chiến sĩ, Cà phê sáng, Bản thiết kế cuộc sống. Tháng 4 năm 2018, Đức Bảo đã chính thức tổ chức lễ thành hôn với một cô gái trẻ trung xinh đẹp, duyên dáng. Bà xã của Đức Bảo tên Phương Thảo, sinh năm 1992, cũng là biên tập viên công tác tại đài truyền hình Quốc hội. Chia sẻ về mối tình với bà xã kém 5 tuổi của mình, MC Đức Bảo cho biết hai người quen biết nhau qua công việc và phải lòng nhau bởi những nét tương đồng, hòa hợp trong quan điểm lẫn cuộc sống. Trước khi quyết định kết hôn, Đức Bảo và Phương Thảo có khoảng thời gian tìm hiểu hơn 1 năm. Đức Bảo chia sẻ rằng anh luôn cảm thấy thoải mái khi mà ở bên vợ, bởi khi đó anh luôn là chính mình, không cần giở ngón nghề hay tài ăn nói lưu loát. Cặp đôi truyền hình quan niệm điều quan trọng nhất trong tình yêu đó là sự hòa hợp, bởi tình cảm thì dễ nảy sinh, nhưng hòa hợp mới khiến cho tình yêu thăng hoa và lâu bền. Kể từ ngày kết hôn, Đức Bảo thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của hai vợ chồng lên trang cá nhân. Anh cũng luôn dẫn vợ theo cùng trong các sự kiện mà mình góp mặt. Vợ của Đức Bảo đã tiết lộ cuộc sống hôn nhân khi mà cả hai đều làm báo. Gia đình báo chí chúng tôi nhiều khi là chịu đựng và chờ đợi bởi giờ giấc người khác, bởi những chuyến công tác xa, bởi những ngày đi về bất chợt không hẹn giờ giấc. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 và hướng tới gia đình ngày 28 tháng 6, bà xã của MC Đức Bảo đã có những tâm sự xoay quanh cuộc sống hôn nhân khi mà cả hai vợ chồng đều là biên tập viên, phóng viên, MC truyền hình. Trên trang cá nhân, Thu Thảo chia sẻ, vốn là hai biên tập viên, phóng viên, MC truyền hình, tuy khác cơ quan nhưng chung ngành, lại là đôi bạn chung nhà, cùng ăn cùng ngủ, nên chúng tôi sở hữu cái may mắn nhất đời là có một chiến hữu trên mọi mặt trận. Bài vợ nhiều, không ít lần chúng tôi đỡ đần nhau trong công việc. Tôi dịch cho anh bài này, anh lên ý tưởng cho tôi chương trình kia. Tôi bí khách anh liên hệ, anh cần hình tôi gửi. Chương trình bên anh phát sóng, tôi góp giọng. Sóng truyền hình bên tôi, tiếng anh sang sảnh. Những lúc ấy thì công việc đỡ căng và vất vả, vướng mắc đầu thì gỡ mà khó mấy cũng xong. Nhưng không chỉ có hỗ trợ và chia sẻ, gia đình báo chí chúng tôi nhiều khi là chịu đựng và chờ đợi, bởi giờ giấc khác người, bởi những chuyến công tác xa, bởi những ngày đi về bất chợt không hẹn giờ giấc. Thường xuyên chúng tôi ăn tối lúc 22 giờ. Báo hải tôi đói phát cáu cả lên nhưng vẫn muốn ăn hai mình cho đỡ buồn. Thường xuyên chồng tôi ngồi chờ đón vợ dưới cái nóng hơn 40 độ ngày hè Hà Nội, là những cuối tuần chẳng ai có mặt, là nhà cửa bề bộn khi mà anh đi làm sáng sớm, tôi đi làm tối khuya. Từ hồi xưa yêu nhau đã khác thường, tôi tan ca lúc 11 giờ khuya, anh cứ thế đón đưa tranh thủ gặp nhau 15-20 phút. Kỷ niệm làm nghề thì vô vàn, mà thành tựu và đóng góp của mình lại chỉ như một hạt cát nhỏ so với các anh các chị trong nghề. Nhưng cũng xin được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn nghề nghiệp đã mang đến cho tôi một người bạn, người chồng, người đồng nghiệp thân thương, Bùi Đức Bảo. Bên dưới bài đăng của vợ thì MC Đức Bảo đã hài hước để lại bình luận. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi, các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.